Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã đến cửa hàng xe gắn máy Dĩ Dũng Củ Chi. Bên em chuyên cung cấp các loại xe gắn máy đã qua sử dụng. Hôm nay một ngày đẹp trời, bên em về hai chiếc cọp nha quý anh chị em mình. Trước mặt em đây là một con ABFI đời 2010 nha anh em. Xe ngay chủ bao công chứng, biển số là 59Y355583, và số 583 nha quý anh chị em mình. AB 2010, khung xăng từ FI, xe zin nguyên con, mâm 6 cây nha. Xe này em mới rửa nên bánh còn hơi dính cát nha anh em. Xe đẹp nha, bên em có thu mua và trao đổi, có thu mua và trao đổi xe nha quý anh chị em. Xe zin nguyên con, đây mình càng chức năng đầy đủ nha quý anh chị em. Xe này màu trắng bạc FI 2010, xe cực đẹp luôn, biển số Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ngay chủ. Anh em nào thích dòng xe này có thể liên hệ qua mình qua số điện thoại là 0379 666 994 hoặc 0985 822 499. Số điện thoại em có để phần dưới phần mô tả nha. Anh em nào không nhớ số điện thoại thì có thể nhìn vào số cái phần mô tả nha quý anh chị em. ABFI, giá anh em sẽ để con này là 19.500.000 đồng, 19.500 cho con ABFI 2010 nha anh em. Xe cực đẹp luôn, màu trắng bạc. Tiếp theo em đây là một con Funel 2007 ngay chủ luôn, một đời chủ, biển số là 54B31464. Xe này mà biển Tân Bình nha, Funel, xe zin nguyên con, xe cực đẹp luôn, kính heo xe đầy đủ luôn nha, kính gọng heo xe đầy đủ luôn, xe cực đẹp. Funel 2007 nha anh em, cái mạc heo xe còn luôn nè, xe rất là đẹp luôn nha. Biển số là 54B31464, 2007 ngay chủ nha, ngay chủ bao công chứng. Máy móc nổi im ru, xe đạt bình càng chức năng đầy đủ nha, km lên bình thường luôn nha anh em. Xe này mình có test rồi qua rồi, km lên bình thường luôn. Xe cực đẹp. Anh em nào thích dòng xe này có thể liên hệ qua mình nha, qua số điện thoại là 0379 666 994 nha anh em. Giá bên em sẽ để con này là 21.500.000 đồng, 21.500 cho con Funel, biển số là 54B31464 nha. Bên em còn rất là nhiều dòng ẹp luôn nha quý anh chị em mình, Vario, Vision, Lee, Winner luôn nha. Dạ em xin thành cảm ơn.